Rồi chia sẻ và giao lưu cho các bạn một cái mai cúc rinh lùm một cốt. Cái này hiện tại nó có hoa trên cây luôn, hoa cuối cùng. Đây nó có phần thực đớ bên dưới này nè. Đó, không. Nó rỡ chùm mà nó rải đều hết trơn đó. Đều tứ diện hết trơn. Không. Rồi. Rải rất đều nha. Rồi, thoát thân. Phần thoát thân nó rất là thấp. Thoát thân ở nửa gang tay nó đã đóng các chi cành đầu tiên rồi. Đấy. Cái này hiện tại là nó cao hơn 1 mét nha, bờ ngang là 8 tấc. Đây, hoa nó còn bông hoa cuối cùng rồi nè. Đấy, cuốn hoa nó rất là ngắn nha. Đấy, cuốn hoa rất là ngắn. Đây, để mình ghép ra luôn nha. Cuốn hoa rất là ngắn nha anh em, cánh đơm rất đẹp. Đó. Bây giờ buổi chiều rồi, không, tối rồi. Chiều tối mà cái hoa nó rất là sáng nha anh em. Đó, mình tưới mai thì rồi mình thấy một cái bông hoa cuối cùng mình quay lại. Bây giờ anh em hỏi những cái mai lùm một cốt. Nên có mạch hoa thì mình mới chia sẻ cho anh em dở nha. Rồi, anh em nào thích cái cây mai lùm một cốc này liên hệ nha, cốc đó rất đẹp, nuôi lâu dài nha anh em. Giá cũng tương đối khá nha anh em, chứ không có thấp đâu. Một cốc nha anh em. Được thì cứ giao lưu. Anh em nào cảm thấy tài chính ổn định thì giao lưu nha anh em. Rồi thì mình báo giá công khai luôn là giá 3 triệu mình bao cước nha anh em. 3 triệu bao cước. Mình tháo tháo bầu ra. Đi bầu nha anh em. Còn em nào thích giao nghiêng cây nghiêng chậu thì mình chỉ giao cước bằng giao bằng xe tải thôi. Chứ cái này thì mình không có bao cước nghiêng nghiêng đai nghiêng kiện bằng nghiêng cây nghiêng chậu cho bưu điện được. Mình chỉ ship bưu điện hoặc là bưu cục Viettel là mình tháo bầu ra mình mới bao cước nha anh em. Đó, là 3 triệu mình bao cước. Cái này mình báo giá công khai luôn. Cây cúc rinh rất đẹp nha. Rồi xin chào ha.